Dũng Audi xin kính chào toàn thể anh chị em, cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ở trước mặt anh chị em, một chiếc Fortuner 7 chỗ, gầm cao, máy dầu, số sàn, sản xuất năm 2015, động cơ 2.5, máy dầu. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Fortuner gầm cao 7 chỗ máy dầu được rất nhiều người ưa chuộng bởi không gian rộng rãi, gầm cao máy thoáng, động cơ 2.5 máy dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Rất rất nhiều người ưa chuộng, từ đồng bằng cho đến vùng cao, từ những người đi gia đình cho đến những người làm dịch vụ đều thích Fortuner máy dầu số sàn. Và chiếc xe này là 2015, và dĩ nhiên là 2015 thì nó lên form mới rồi anh chị em nhé, có lỗ thở trên nắp capo rồi, 2014 đã có lỗ thở rồi anh chị em nhé. Chiếc xe này thì em khái quát qua là xe zin cả xe, máy số zin, xe tư nhân không taxi dịch vụ. Còn nó được trang bị như thế nào, chất lượng kỹ thuật ra làm sao thì mời anh chị em nhà mình hãy cùng với Dũng Audi chúng ta review chiếc xe này anh chị em nhé. Đây ạ, đèn pha là đèn bi xe lông siêu sáng, có đèn gầm, mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng luôn, 4 la răng phay, sinh nhan trên gương bằng giải đèn led, bậc để chân lên xuống, tay nắm cửa mạ chrome, hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ. Ở trong xe sẽ được trang bị đây, gương kính chỉnh điện, có gương kính chỉnh điện cụp điện này, có gương kính chỉnh điện cụp điện anh em nhé. Vô lăng 4 chấu, tích hợp bàn phím, màn hình Android giải trí thông minh, camera lùi, số sàn 2.5 máy dầu, ghế da 2 màu, ghế da màu kem tabli tablo 2 màu. Xe thì được trang bị 3 vùng điều hòa nhá. Chủ nhân thì cũng rất là chịu khó đầu tư, bọc một bộ nội thất 3D từ ghế này, kể cả cái gối tựa này cũng bọc luôn anh chị em nhá. Cũng bọc 3D giống nhau. Đấy, cùng một màu. Quá đẹp. Này, đầu tư cả ghế, gối tựa, gối tiếc các thứ đầy đủ, rất là chịu khó đầu tư. Đó là về form dáng, rồi là cấu tạo, trang thiết bị. Bây giờ chúng ta đến chất lượng kỹ thuật. Phần chỉ của cánh lái đây ạ, anh em nhìn thấy chỉ cánh lái này. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng, tất cả còn nguyên zin hết. Phần chỉ cánh sau bên lái, chỉ cánh sau bên lái đây. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng, tất cả còn nguyên. Đây là phần cốp, anh chị em nhìn đây, ốc cốp còn nguyên zin chưa mở này, chỉ cốp cũng còn nguyên zin nha, chỉ cốp nguyên zin hết. Đấy, chỉ cốp này nguyên zin. Cấu tạo của Fortuner thì rất là rộng rãi, chở đồ hay chở người đều rộng rãi, thoáng, 3 vùng điều hòa rồi nguyên hết anh em nhá. Đấy, chỉ rồi máng nước còn nguyên. Phần chỉ của cánh sau bên phụ, chỉ cánh sau bên phụ đây. Phần tai, phần bản lề, anh chị em nhìn lại nội thất của xe nhé, nội thất rất đẹp luôn, sạch sẽ, còn rất mới. Đây là phần chỉ của cánh phụ, chỉ cánh phụ không mất một phân nào. Tai, bản lề. Rồi, nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ đến kiểm tra phần đầu và phần động cơ của xe.
đây là phần ốc cabo. Khi mở cabo lên anh chị em sẽ nhìn thấy ngay ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở, chỉ cabo. Đây, chỉ cabo đây. Đây, toàn bộ chỉ cabo anh chị em nhé. Chỉ cabo. Ốc cabo. Phần tai. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, tai khung xương nguyên hết. Phần càng này, càng đằng trước này, anh em nhìn thấy càng đỡ két nước này. Rồi càng sắt xi này, đây càng sắt xi đấy, đen xi xi ở dưới kia. Rồi càng đỡ két nước, cái loại này nó dễ nhìn lắm anh em nhé. Đấy, càng đỡ két nước này. Bên này cũng vậy, phần tai này. Phần răng này. Và phần càng sắt xi. Tất cả còn nguyên zin hết, xe này rất dễ nhìn anh em nhé. Tất cả nguyên zin. Đó là về phần thân vỏ, keo chỉ, khung xương. Đấy, phần về phần động cơ thì anh em nhìn thấy ốc này. Ốc nguyên zin chưa mở. Đây. Ốc cổ xả cũng nguyên zin, anh em nhìn thấy ốc cổ xả đây. Đấy, anh em nhìn thấy ốc cổ xả cũng nguyên zin chưa mở. Bên này. Ốc còn nguyên zin cho nên là đây. Tất cả các chi tiết ốc nguyên zin hết, anh em nhìn thấy chưa? Một chiếc Fortuner mà máy zin nhá. Keo chỉ. Một chiếc Fortuner máy dầu 7 chỗ gầm cao sản xuất năm 2015. Keo chỉ zin, máy zin, xe tư nhân không taxi dịch vụ. Hiện nay đang được bán tại Dung Audi. Hơn 500, anh chị em nhà mình đã sở hữu được chiếc xe này rồi anh chị em nhé. Hơn 500. Mọi chi tiết xin liên hệ cho Dung Audi 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về tại Dung Audi. Các buổi phát sóng của chủ Dung Audi, anh trực tiếp của Dung Audi thì anh chị em nhà mình sẽ được tư vấn trực tiếp trên livestream này. Đấy, được chốt giá tụt quần này. Và mọi thông tin cần biết thêm về chiếc xe này và những chiếc xe khác, anh chị em nhà mình vui lòng liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số hotline 0855 966 966. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.